Đây mình tỉa nhánh xoài, mình chia sẻ với các bạn về cái cách xử lý cành dược. Có người thì kêu cành dược, có người kêu cành đực ha. Thì xoài mình ở đây mấy cây này rất là cao, đa số là cao hơn cục điện không. Thì vấn đề xoài cao và xoài thấp thì tùy quan điểm của mỗi người thôi. Xoài cao thì xịt nó khó xịt hơn, bao trái rồi nó cũng khó, phải bắt thang. Còn xoài thấp thì làm gì cũng khỏe hơn, ít đổ ngã nữa. Xoài cao thì phải buộc dây thép chống, rồi chống trụ xi măng nữa để thôi trời gió nó sập. Nhưng mà được cái thì xoài cao cái năng sức nó nhiều hơn, nhiều hơn những cây xoài thấp rất là nhiều. Trên cùng một diện tích mà xoài xoài cao thì trái phải nhiều hơn rồi. Thì có người cũng không thích xoài cao ha, có người thích ở nhà chung cư cao tầng, còn có người thì thích ở nhà mặt đất. Thì nói chung thì tùy điều kiện của mỗi người thôi. Đây mình nay mình chia sẻ với các bạn về cái cành dược. Thì mình ở trong thân là mình tỉa nhánh sạch hết, chỉ chừa những nhánh nào hứng được ánh sáng mới để. Cây nào cũng vậy, những bạn thấy là cái nhánh này nó nằm ngang ra rồi nó mọc một cái nhánh đứng lên vậy ha, thì đây là cành dược. Thì cành dược nên để hay nên cắt? Thì cái cành dược này là mình để tại vì là cái phía ngoài cành dược đó là các bạn thấy nó trống, cho nên là mình để cho cây xoài nó lớn. Cái cành, cái cây xoài mà sung á thì nó mới có cành dược, chứ cây còi là không có cành dược. Để cho cây xoài nó lớn tàn và nó, cái nữa là trái nó lớn. Nó là những cái cành dược mà ở ngoài trống thì mình sẽ để, còn cành dược trong thì như cành này thì mình cắt. Đây chẳng hạn như cây này, cái này thì cái cành này á, cành này đây thì cái cành này là nó khuất, nằm ở trong nó khuất, cho nên là mình sẽ cắt. Nếu mà cây xoài mình để nhiều cành dược quá thì nó sẽ tốt, nó sung dữ lắm là nó sẽ ra ít bông, cho nên là chỉ để những cái cành nào mà thật sự cần thiết cho cây xoài nó cân bằng thôi, còn còn lại là mình cắt hết. Những cái cây xoài nào mà có quá nhiều cành dược thì sẽ không có bông được, nhất là xoài Đài Loan. Khi mà nó sung nó tốt rồi là nó lên, nó đâm nhánh ở trong thân ha, nó lên dù dù lên, mình cũng phải cắt hết, chứ không cắt là nó sẽ ít, rất là ít bông. Mình rất mong nhận được đăng ký và đóng góp ý kiến của tất cả các bạn để mọi người làm vườn gặp nhiều thuận lợi hơn. Chúc các bạn vui khỏe. Cảm ơn các bạn.